Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với game Minecraft, một cái map sinh tồn mà mình lấy được ở trên mạng về. Đó, hiện tại bây giờ đây, map này tên là của nó là Awadum. Hiện tại bây giờ là mình lâu lắm rồi mình mới quay lại Minecraft. Nói chung là mình quên gần hết những gì về Minecraft luôn rồi, quên sạch xanh xanh luôn. Nói chung là nhớ, còn nhớ mang máng thôi. Đó, nói chung, hiện tại bây giờ cái map này là một cái thể loại sinh tồn. Thì mình đang ở trong một cái quả cầu, một cái nhà kính đang ở dưới đại dương nha. Xung quanh đây toàn là đại dương không à. Đó, để mình bật lên cho mọi người coi. Đó, xung quanh toàn đại dương không nha. Nói chung là phía xa xa này đó, nó có một cái gì nè. Thì mình chưa có hình dung được màu đỏ. Màu này giống như màu gỗ ấy. À, ok, thì nói chung là cái thằng Minecraft.1.14.4 này là cái Optify của nó là hình như là không còn hỗ trợ nữa. Bây giờ Optify nó chỉ hỗ trợ cho cái fabric thôi chứ nó không hỗ trợ cho Fort nữa. Mình đang sử dụng Fort. Fort mod. Ok, thì nói chung là nó quay lại về với giao diện cơ bản của Minecraft này nọ. Thì hiện tại bây giờ á, là mà có một số bạn nói là tại sao mình không chơi Minecraft. Đó, thì mình cũng có đăng ở trên fanpage với lại mình cũng đăng ở trong community, nói chung là cộng đồng của YouTube á. Thì mình có đăng là mình không tìm được cách fix lỗi Hamachi để mà mình chơi chung với thằng Vami. Tại vì khi mà sử dụng Hamachi là binh nó lên rất là cao, không thể nào mà chơi được. Thì bạn nào mà có cách nào á thì comment ở phía dưới nha. À, thì bây giờ là mình sẽ sinh tồn ở dưới biển coi nó như thế nào đi. Nói chung là mình sẽ sinh tồn lại xong để mình lấy lại cái căn bản, cái lâu lắm mà không chơi quên sạch luôn. À, thì nếu như bạn nào mà muốn mình làm tiếp cái series này thì đừng quên bỏ lại cho mình một like, một share nha và comment ở phía dưới nữa. Và đừng quên subscribe nữa chứ. Ừ đúng rồi, quan trọng là cái subscribe nữa chứ. Bây giờ subscribe để tôi có động lực làm tiếp chứ. Rồi. Chắc đào như đây ra được có bùi có bốn cục gỗ à. Ê khoan, trong này có gì? Cho đúng một cái hạt giống luôn nè, ni bèo thế. Bây giờ chắc mình phải đập hết mấy cái này để mình lấy mấy cái hạt giống, lấy mấy cái cây mầm nè. À, nó thôi kệ đi, lỡ rồi trời ơi, gỗ gì mới đậm phát, bể gỗ luôn, không tin luôn nè, ni không tin được, đập phát nát gỗ luôn, hay thật. Nên là bây giờ là mình sẽ chế tạo, mình sẽ đặt cái chest ở đây đi. Bây giờ mình sẽ chế tạo ra là cái, bây giờ cái gỗ của tôi nó nằm một cái, nó nằm túi có chả luôn rồi. Thì tên chắc chắn là crafting table là không thể thiếu rồi nè. Đó. Rồi tiếp theo là mình sẽ đào, mình sẽ làm cái cúp để mình xuống mình lấy đá trước. Ủa quên lộn. đúng là lâu quá không chơi, nó quên cách luôn rồi, thiệt tình chứ. Thôi đâu, buồn thiệt chứ. Ai, holy shit, làm lộn rồi, thiệt tình. Bấm lộn luôn, không tin luôn. Ok, trước tiên là mình cần như đây trước. Mình sẽ đào khúc này xuống để mà mình lấy đá nè. Quan trọng là mình phải có đá, chứ không có đá là không được. Mấy cục sỏi này để đây làm gì, sỏi cho cái trước tiên là lấy một cái đuốc trước đi. Giờ đuốc hiếm lắm. Đuốc trong này rất hiếm. Ok, có đá rồi mọi người ơi. Cuối cùng cũng thấy được đá. Bây giờ mình phải lấy đá để mà mình đỡ phải dùng gỗ. Tại vì ở đây là của mình toàn bộ đều là đại dương, nên là mình bắt buộc là mình phải có một con thuyền để mà mình mới đi thám hiểm được. Rồi. Nói chung là quay lại là nó quên sạch gần hết rồi. Game này là cái map này là thuộc thể loại sinh tồn đó. Có cái gì vậy? Map này thuộc thế loại sinh tồn nên là mình có thể làm nhiều cặp được đó. Nếu như bạn nào mà muốn mình làm tiếp thì cứ comment ở phía dưới để mọi người phải ủng hộ mình làm Minecraft nhiều vô để mà mình lấy lại được căn bản chứ, đúng không? Rồi đây, đặt cái đuốc ở đây cái ha, cái độ cao chưa đủ sâu mà. Ê, đi đào tiếp, chưa gì ở dưới là mình nghe một bầy rồi đó, là mình thấy không ổn rồi đó. Rồi sau một hồi mình đào thì mình cuối cùng mình cũng thấy được một cái hang động ở dưới này, nhưng mà mình vẫn chưa có thang để mà mình đi xuống dưới. Giờ đâu có thang đâu mà sao làm đuốc đi xuống dưới được, xuống dưới nguy hiểm chết mồ, không có ánh sáng ở dưới là càng chết nữa. Ôi đi mò rồi cuối cùng mò không ra được sắt mới phải nồi chứ, thiệt tình. Thang thì không thấy mà thấy sắt. Cứ đang cần thang mỗi cái đâu chưa cần sắt lắm, mà thôi kệ, trời cho thì cứ lấy thôi. Đó, nguyên một cái hố dưới này nè. Nguyên một cái hố ở dưới đào, nhưng mà xuống dưới với đó thì bây giờ là xuống dưới đó giống như là nộp mạng vậy đó, nên là mình khoan đi xuống.
giờ mình phải đào, mình phải tìm cho bằng được thang chứ, bây giờ không có thang thì làm sao mà đào, làm sao mà đi xuống dưới được, xuống dưới cho chết à. Chà, giờ mình không biết mình phải đi hướng nào để mà mình đào mình thấy thang đi nữa, khổ. Nhưng mà cũng phải cẩn thận dưới chân đó. Đó, dưới đó có một con zombie, một con zombie và một con Reaper. Wow, phê vãi nồi, một con zombie và một con Reaper. Ồ, anh Reaper. Ừ, lâu lắm rồi không gặp anh. Ủa, ảnh đâu mất tiêu vậy? Ảnh trốn đâu nhanh vậy? Vãi chữ, trốn gì kinh vậy? Trốn từ từ thôi chứ. Để mình đặt cái này lên. Đó, đó. Ảnh nhanh lắm, ảnh tính leo lên liền luôn. Cái này thì nhanh hả bưởi. À, Reaper, từ từ để có độ. Để có chỗ mà chạy. Quýnh nó xong nhiều khi mình đứng đó là nó nổ cái banh xác luôn á. Chết chưa? Chưa chết hả? Chưa. À, chưa chết. Mày hả bưởi, chết đi. Chưa chết luôn. Ok. Quan trọng ở dưới, không biết bây giờ ở dưới đó có thang hay không nữa nè. Sao mà sống dưới biển khó khăn dữ vậy trời. Tại vì bây giờ dưới biển là coi như là mình bất lực lắm luôn á. Rồi bể cuốn luôn rồi. Giờ lên làm cái cấp mới. Chắc mình phải làm luôn cái cây kiếp. Hết gỗ. Hết bây giờ hết gậy rồi. Giờ mình phải làm sao đó để mà mình có gỗ liên tục nè. Thế mới khó nè. Một cái Flint Copper Stone, ok rồi. Có kiếm là thấy đỡ lo hơn rồi đó. Ê, bấm lộn rồi. Đó. Wow. Mày hả bưởi. Ok, cuối cùng mình cũng đã dưới được rồi. Bây giờ đi xuống thôi. Đi xuống đây mới thật sự khó khăn nè. Giờ dưới này nó không có đuốc. Không có thang. À, có thang. Ok. Ok, có thang rồi, mình phải chặn lại. Đấy, đúng rồi. Có thang và có sắt luôn mọi người ơi. Ngon dream. Đó, mình phải chặn lại. Để lấy thang chứ chặn lại, chặn nước lại để lấy thang nữa chứ, khổ chứ. Ok, rồi chỗ này coi như là xong. Ôi, giờ phải chặn mấy cái thứ này lại nữa để nước. Rồi, ngon dream. Cuối cùng cũng chặn xong. Giờ phá đường đi lên lấy thang nè. Quan trọng là phải có thang, không có thang là không được. Không có thang là chết liền luôn. Đó, cắm cái đuốc lên, đúng rồi, sáng chân liền. Yeah, ok. Wow. Mình không biết là mình đang ở cái biome như biome nào nữa, mình để mình coi được có biome gì đây. Biome mà Crab Ocean hình như là mưa liên tục luôn á, biome này ở đây là mưa liên tục luôn á. Mọi người thấy ở trên là đang sấm chớp này nọ, chắc là mình weather clear đi. Ok, có sắt ở đây là ngon rồi. Đó, phải có sắt chứ, không có sắt là không được, không có sắt là cắn lưỡi liền. Vừa có sắt mà vừa có than nữa, hết ít sảy con bò bảy luôn. Nói chung là cặp đầu giờ cũng khá ổn rồi đó. Có than, có sắt này nọ đủ để làm vũ khí rồi. Đừng nói đập xong này nước vô nha trời. Đó, thật sự đập xong nước vô liền. Hú hà, ok, đây còn cái nữa. Trời, còn luôn hả? Vãi vậy. Ở dưới kia có sắt nữa kìa, nhưng mà thật sự bây giờ mình xuống dưới đất chưa được. Nhưng mà mình có đọc mô tả thì mình thấy nó có hướng dẫn là mình phải lấy một cái cửa. Tại vì mình cái cửa khi mà mình đặt dưới nước là nó sẽ tạo ra một cái ô 11, thì lúc đó mình tha hồ mình đào. Nói chung dưới đó ánh sáng đủ rồi, ở đây mình sẽ đặt thêm một cái nữa đi cho nó đủ sáng nè. Rồi, ok. Rồi, bây giờ thì phải làm cho một cái cây trời ơi, hết đồ luôn rồi. Ê, bây giờ phải lấy sẻng ra. Tại vì lấy sẻng ra để làm cái gì? Lấy sẻng ra để đào đất nè. Đó. Tại vì mình ở dưới này mình trồng cây thì khả năng là nó mọc rất là, khả năng mọc của nó là không có, nên là bây giờ mình phải trồng cây xong mình mang lên trên. Ồ, khoan.
Ok rồi, cái cửa mình đâu? Cửa đây. Đấy, hết cửa, có cửa. Ok, trời ơi. Cửa mở hay quá. Cửa mở kiểu này sao chơi? À bà thôi kệ đi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lên trên. Ở đây có một miếng gỗ. Ui, quên lấy, thiệt tình. Rồi, đất đâu? Đấy, bây giờ mình sẽ trồng ở trên này. Đó. Trời, cũng như không. Đặt cũng đặt lộn đó chứ, thiệt tình. Đó. Nói chung bây giờ là tản đều ra là được rồi. Giờ mới có 15 miếng đất rồi nên là mình chắc là mình sẽ làm thành hình dọc đi để mình trồng có thể trồng được nhiều cây nhất có thể. Nhưng mà bây giờ cái nỗi lo nhất là khi mình chặt cây á là nó rớt xuống dưới nước chứ không phải là nó rớt đi đâu hết á. Ok. Rồi bây giờ trên này là còn đúng một cây đuốc sao xài chơi. Để nó chống chống tạm đi. Rồi trồng cây thôi, duy nhất có hai đúng hai cái mầm. Hai cái mầm mình cho hai bên. Vậy là đủ rồi. Hai mầm cho hai bên, cân chưa ta? Chắc chưa cân đâu nhỉ. Một cái, ừ. Chưa cân, chưa cân. Rồi ok, cân rồi đó. Ủa mọi người thấy xung quanh không? Xung quanh toàn biển không. Giờ không biết phải đi hướng nào cho nó hợp lý nè. Biết sống sót như thế nào đây. Bây giờ chắc mình cần gỗ rất là nhiều. Thật sự bây giờ mình không có đủ gỗ để mà mình xài luôn á. Bây giờ độ đói thì nó cũng độ đói nó đã giảm xuống rồi, bây giờ mình phải kiếm cái gì đó ăn thêm mới được. À có cá, cá thu. Quay, ủa đi đâu quay? Ủa đâu vậy? Đâu không, mấy con này nó bơi nhanh quá thì đánh không được. Xuống đây, xuống đây. Ok, có thịt cá rồi. Cuối cùng cũng có được một cái. Đó, đây cái chỗ hồi nãy mà mình đã lắp lại nè. Ở dưới đó là nó có thêm một cái hang động nữa, nhưng mà chắc là mình sẽ đi sâu đi. Giờ mình chưa có mình còn bao nhiêu than ta? Mình có tổng cộng 3 cục than à, làm sao đi ta? Không đủ than. Than hiếm quá. Ở đây có than nữa nè. Nhưng mà bây giờ khổ cái là không có gỗ. Có than mà không có gỗ nó mới đau lòng. Giờ chắc là mình sẽ xây một cái mình sẽ làm một cái furnace, cái bọt cái bếp đi. Đây. Bây giờ mình sẽ nấu sắt đi chứ giờ đồ ăn thì mình nghĩ chắc cũng chưa cần đâu, mình còn chịu đựng được. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới này thử không biết dưới này nó có cái gì dưới không nữa. Có, thấy rồi, nhưng mà bây giờ mình thiếu đuốc. Thiếu đuốc đó. Hết đuốc luôn rồi. Ôi nạn đi. Sao đây ta, bây giờ mình chắc mình phải xuống đây mình phải cố gắng mình đào rộng ra để mà mình lấy than thêm chứ giờ than ở dưới này không đủ xài. Rồi, ok, cuối cùng thì mình cũng đào thêm được vài hai mươi mấy cục than nữa, với lại thêm mấy cái iron cục sắt nữa. Đó, bây giờ than là dư dả để mà xài rồi. Rồi, ok, cũng khá là hay. Bây giờ mình sẽ đi lên trên coi thử coi gỗ ở trên của mình, lộn cây trên của mình nó đã mọc chưa. Wow, trời sáng rồi hả? Phía bên kia nó có cái gì kìa? Giống như gỗ nó lồi lên hay sao á? Phía này nè. Giờ hướng kia của mình nó không có chỉ. Bây giờ chắc là mình không có đủ gỗ để mà mình làm một cái xuồng rồi. Bây giờ chắc là mình sẽ bơi bơi không qua. Nhưng mà trước khi bơi á, thì mình phải làm thêm một cái rìu. Một cái rìu và một cái cúp. Để đề phòng chứ. Một cái rìu và một cái cúp. Ha, bây giờ gỗ nó không có giờ sao làm trời. Hết cây luôn rồi. Buồn thì chứ. Sao số nghèo dữ trời. Giờ đi không qua bờ. À đây 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 đây. Rồi, ơi bây giờ đứng đây mà chặt 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 không như thế này thì không ổn lắm. Bây giờ mình ở đây mình còn một cái gỗ nữa, mình quên mất. Bây giờ cần thân vận động đi lên thôi chứ biết sao giờ. Ok. Rồi, chặt cây không luôn. Giờ lỡ rồi. Đấy, ít ra cũng phải dư. Ê, đào, thốn, thốn.
chắc đã chắc chặt hết này xong hết rồi bể sản luôn. Tuyệt tình, thôi kệ nó. Cuối cùng mình cũng có thêm gỗ là mình mừng rồi. Có gỗ là mừng rồi, có gỗ để chế thêm đồ nữa chứ giờ không có sao chế. Mưa nữa chứ đậu phộng ăn mưa hoài luôn á. Một cây, rồi bây giờ mình sẽ làm thêm cây rìu nữa. Tại vì qua bển là có gỗ, gỗ thì chắc chắn phải cần rìu rồi. Cần rìu đúng rồi. Ủa lộn, mình đặt lộn. Cobble stone đâu vậy? Cobble stone, đây cobble stone giờ nhiều lắm, nãy giờ đi đào là phê pha luôn. Làm cobble stone phê pha luôn. Thiệt tình. Rồi, ok. Anh Des giờ mấy cái này giờ để đây không biết làm gì nữa, giờ thêm hạt giống nữa chứ. Ê, rồi, đi thôi. Giờ lên trên, cây mọc rồi. Có gỗ để làm thuyền rồi, mừng quá. Đúng là ông trời cũng có mắt ha. Wow, ơi, mưa liên tục luôn mọi người ơi. Ok, có cây rồi nhưng mà có mầm không, để mình trồng mầm luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ xuống, mình sẽ ráp một cái con thuyền đó mà mình đi qua bển. Chứ bơi thì nó lâu lắm, mà ráp thuyền thì nó sẽ nhanh hơn. Với lại mình sẽ làm thêm một cái cửa nữa, để khi mà mình xuống dưới nước đó là mình có đủ oxy, để mà mình có đủ chỗ để mà mình đào. Giờ gỗ phê pha rồi, giờ gỗ không thiếu rồi không? Lên 27 cái, hú hồn chưa? Cái gỗ là làm được 3 cái. Chi cho 3 cái cho nó mắc dưới trời. Ơ, cho nó hao dưới trời. Thiệt luôn á. Nhưng mà thôi kệ lỡ rồi. Bây giờ mình sẽ cần thêm một cái con thuyền, đúng rồi. Trời ơi, mưa hoài luôn á. Ăn cái chỗ này mưa hoài luôn á. Khổ thật chứ. Rồi, đi thôi. Hành trình đi thám hiểm đại dương. Cái coi nè, nó làm cái map đại dương mà chưa kịp thám hiểm gì trơn. Ê, hú hồn. Đấy, trời ơi, hết sảy liền. Bây giờ mình sẽ đi qua bển. Ủa, cũng hơi xa đó mọi người, chứ không có gần đâu. Để mình ngó thôi coi. À, cái chỗ của mình nè, trời. Vậy là mình ngó xa ra được tới mức đó luôn. Tại vì mình chỉnh tới 20 chân lận nên là ngó rất là xa. Giờ cũng chưa biết nó là buổi sáng hay buổi tối nữa. Giờ không biết thời gian nào luôn. Mưa kiểu này sao mà biết được thời gian được. Mưa hoài luôn á mọi người. Sấm chớp. Ôi, liền xíu sấm chớp này chứ. Ôi, gỗ. Ok, đây là... Nếu như mình nhớ là bản 1.14 thôi á, là hình như là nó có con tàu đắm rồi. Nên là mình nghĩ đây là những cái con tàu đắm nè. Đó, đây con tàu đắm nè, bây giờ là mình sẽ đào rồi. Nói chung là lấy mấy cái này về thì cũng xài được khá khá, chứ không phải không xài được đâu. Ôi, gỗ rớt dưới, ủ quá. Xuống đây lấy đi. Đó, đây có cái rương. Ok. Vô, ngon trim. Một núi sắt, wow. Lapis luôn. Emerald luôn. Bây giờ tôi quên mất Emerald có tác dụng gì rồi. Khổ đời chứ. À ha, quên. Bây giờ mình phải ở đây mình đào cho xong mấy cái gỗ này chứ. Mình phải lấy mấy cái gỗ này về mình xài đấy chứ. Mình nghĩ ở đây là nó có thêm nhiều. Có thêm nhiều cái chỗ để cần lấy nữa. Có thêm nhiều cái rương nữa. Mình nghĩ là mình phải nên đi qua bên này. Đó, ở dưới này có thêm một cái nữa nè, ngon chim. Oh, ok, trời giấy hả? Thôi kệ nó, cứ lấy đi, có nhiều cứ lấy hết đi rồi từ từ tính. Gỗ hả? Gỗ đào luôn. Ở đây gỗ không thiếu đâu nên là mình phải lấy bớt vài gỗ để xài nữa chứ. Ok. Ở đây là có gỗ lớn nè nên là mình nghĩ là mình nên lấy gỗ lớn đi. Trời, đặt cây ở chỗ này là thấy sai rồi đó. Thấy không đúng rồi đó. Đặt cái gỗ ngay, đặt cái cửa ngay chỗ đó là thấy không đúng rồi đó. Có cửa sập nữa kìa. Ghê thật chứ. Oh, wow. Lấy cũng được khấm khá rồi. Nói chung là ở xung quanh này mình nghĩ sẽ có rất là nhiều cái tàu bị chìm nè. Cái gì vậy? Sao nó không đi? Ok, bây giờ quay về thôi.
không biết về nó có mọc thêm một cái cây nào nữa hay không, nhưng mà nhìn từ xa là thấy không có rồi đó. Xung quanh toàn biển không mà chỉ có mỗi cái chỗ kia là do thuyền nó chìm khúc trên, nên là mình còn có thể mình lấy được. Nghĩ chắc xung quanh đây là đi một đoạn là sẽ gặp được một cái thuyền. Ở đó. Nghĩ chắc bên hướng bên này có một cái nữa nè. Mà thôi kệ cái đó từ từ đi. Ok, lên được rồi. Wow. Rồi, đi xuống luôn. Còn 18 đồ đói nữa là chắc không sao, còn xài còn chống cự được. Công nhận xuống dưới biển rồi mà vẫn còn nghe được cái tiếng sấm chớp ở trên, đúng là bự bá cháy thật chứ. À. Sắt là bây giờ là phê pha luôn. Bãi nơi sắt giờ lên tới 28 miếng. Mới đầu tiên vô mà sắt một rừng như thế này thì quá là ổn rồi. Rồi thì ok, thì mình sẽ dừng video này tại đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này á, đừng quên bao like cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nha. Bye bye.